Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với tư vấn đặc biệt và trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ông Sen Win Hart. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Se Winhart mong muốn phía Bộ Công Thương chia sẻ lộ trình giảm nhiệt điện than cũng như các giải pháp chuyển dịch năng lượng nhằm hiện thực hóa cam kết COP26 của Việt Nam. Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết định hướng phát triển trong dự thảo quy hoạch điện 8 của Chính phủ Việt Nam là đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, trong đó ưu tiên phát triển năng lượng sạch, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng. Trên cơ sở cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26, Bộ Công Thương đã hoàn thiện quy hoạch điện 8 với nguyên tắc phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, ưu tiên sử dụng hết lượng khí khai thác trong nước để tăng tính tự chủ trong sản xuất điện, chuyển dần sang đốt kèm nhiên liệu hydrogen khi công nghệ này được chứng thực. Tuy nhiên, để đầu tư theo dự thảo quy hoạch điện 8, Việt Nam cần mỗi năm trung bình từ 8 đến 14 tỷ đô la Mỹ và con số này phụ thuộc vào kịch bản phát triển kinh tế. Trong đó, 25% số tiền đầu tư cho phát triển lưới truyền tải, 75% còn lại cho nguồn phát. Việt Nam có tham vọng chủ động sản xuất hydrogen từ các nguồn năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi để trong tương lai sau năm 2020 có thể đáp ứng được 70% nhu cầu hydrogen trong nước.